Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Nika Audio của chúng nha. Và địa chỉ của công ty chúng em đó là 107 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Và số hotline là 0963889192 và 0965503357. Hai số hotline này của bên Nika Audio của chúng em luôn luôn trực 24/7 để giải đáp tất cả các thắc mắc và tư vấn cho các bác lên các cấu hình combo karaoke từ phân khúc cao cấp cho đến phổ thông và bình dân. Và hôm nay bên Zika sẽ giới thiệu và quảng bá và đưa cho các bác một sản phẩm, đó là một đôi loa mang thương hiệu Pioneer. Model của đôi loa này đó là CS88, một dòng loa phải nói là 2-in-1 cho chúng ta nghe nhạc và karaoke được. Dòng loa này thì được sở hữu tận những 5 đường tiếng. Đấy. Sở hữu một bát 30, một bát đường kính 30 và một chung. Ba chép thì trong ba chép này sẽ được hãng đưa vào một con siêu chép nhé. Đây, một con siêu chép này để tái tạo lại, để truyền tải, để tái tạo cái dải âm cao, gọi là dải siêu chép đấy. Nó sinh động và nó lách tách như các bác đang được nghe các giai điệu đây. Để chiều cao con này cũng như là cân nặng thì chúng em sẽ nói. Bây giờ em sẽ đi vào cái phần chính, đó là tăng volume lên để chúng ta cùng nghe, cùng thẩm định cái chất lượng của con CS88 này nhé. Siêu chép ST200 dạng hộp, hàng sách tay Mỹ về, hàng thực chất thì đã đi được 2 đôi. Và còn một đôi hiện tại, còn một đôi đang có mặt tại showroom chúng em. Các bác khách hàng nào có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình như kia chúng em đây. Để đặt nốt, cũng gọi là xin nốt cho chúng em một đôi chép hộp về. Quay lại chủ đề chính, dòng loa này thì như chiều cao cân nặng là 62 hả? Vâng, tổng thể chiều cao con ST88 này là 62 phân, sâu 30 và chiều sâu là 30. Chiều rộng là 38, một kích thước rất là phong thủy nhé, có kích thước cực kỳ phong thủy. Các bác nào mà khó tính để lựa chọn những cái con số phong thủy để về để trưng bày cũng như là sử dụng thì cái số này thì vô cùng hợp, rất là phù hợp. Không để các bác chờ đợi lâu thì em sẽ đi vào test cái phần quan trọng nhất, đó là khả năng trình diễn karaoke. Xin mời các bác cùng lắng nghe để thẩm định cái chất lượng karaoke của đôi CS88 này nhé. Alo 1 2 3 4 5 6 7. Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi, tình xưa bạn cũ gặp nhau đêm ấy mưa rơi, tách cà phê ấm êm mình ngồi ôn lại những phút giây trôi qua mất rồi. Này cây phượng đi bên đường sẽ nắng che mưa, này con đường dẫn vào sân ga tắm sương mơ, mái trường ngày âu thơ và nay căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm mưa. Anh 1 2 3 4 5 6 7. Tôi biết anh như bao anh
không tôi gạt nước mắt phân ly. Từng cơn mưa vẫn rơi nặng nề, anh nói một năm nữa anh về. Mùa mưa lại đến, tôi mừng vui đón tin anh. Đèn khuya một bóng nhìn mưa rơi xuân năm thanh. Nghĩ rằng tôi vắng anh, vì nghiệp dài còn đi giữ quê hương cho chúng mình. Vâng, em xin tạm dừng. Tạm dừng test cái phần karaoke của đôi CS88 này nhé. Vì em đợt này hát hò nó cũng không được chân chu cho lắm. Với cái dòng loa này thì công suất của nó sẽ dao động khoảng độ thấp nhất là 80 và có thể lên được khoảng hơn 300. Thì các bác có thể đánh được tất cả các dòng âm ly, tất cả các dòng âm ly cho đến đập. Nhưng hiện tại em đâu có dùng đẩy để em đánh nhé. Em có dùng con đẩy của em công suất rất là lớn để em đánh. Thì nếu như các bác nào lấy về mà đánh âm ly thì em đảm bảo cái chất lượng nhạc của nó sẽ chi tiết hơn so với con đẩy của em. Thì ở đây thì em cũng nhiều lần em cũng ghép phối ghép với những cái dòng đẩy liền vang hoặc là những cái âm ly. Thì hôm nay em tiện con đẩy này thì em ghép luôn để chủ yếu là quảng bá hoặc là giới thiệu để cho các bác biết đến đôi loa Pioneer CS88 này. Hiện nay bên Di Cao Điêu của chúng em đang phân phối bán ra với giá bán lẻ ra thị trường, đó là 6.500.000 đồng, bao ship mọi miền của tổ quốc. Để các bác khách hàng nào có nhu cầu hãy điện thoại và liên hệ trực tiếp đến hai số hotline của Di Cao chúng em đấy ạ. Địa chỉ của chúng em là 107 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội, luôn luôn chào đón các bác khách hàng có nhu cầu đến tận nơi để chúng ta cùng ngồi nghe thảo luận và thẩm định về chất lượng tất cả các sản phẩm hiện tại đang có mặt tại Zika của chúng em, điển hình như đôi CS88 này. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần này các bác ạ.